bạn thân mến, không biết nhà của các bạn như thế nào, chứ nhà của Thảo Vy thì bên cạnh những sản phẩm như là tủ lạnh, máy giặt, điều hòa thì trong bếp không thể thiếu một chiếc nồi chiên không dầu. Và thú thật thì Thảo Vy nấu ăn không có ngon đâu, lại bận ơi là bận nữa, không có thời gian chuẩn bị nấu nướng. Mà ăn cơm ở ngoài hoài thì không có chất mà cũng không yên tâm về vệ sinh nữa. Vì vậy đối với Thảo Vy thì nồi chiên không dầu lại là một chân ái. Và nấu được biết bao nhiêu là món ngon như là khoai tây chiên nè, sườn nướng, cá hồi nướng. Và việc sử dụng và bảo quản một chiếc nồi chiên không dầu đúng cách sẽ giúp cho máy tăng tuổi thọ và tiết kiệm được thời gian tiêu thụ. Và sau đây Thảo Vy sẽ giới thiệu cho các bạn cách bảo quản và sử dụng một nồi chiên không dầu tốt nhất nha. Phải đúng với định mức cho phép của nồi chiên. Nếu sử dụng nguồn điện có định mức cao hơn, thiết bị rất dễ gặp phải những vấn đề cháy nổ. Đối với dây điện, bạn hãy đảm bảo là dây không bị kéo hay là bị xoắn nha. Và khi dây điện bị hư, hãy liên hệ ngay cho các nhân viên sửa chữa thiết bị gia dụng chuyên nghiệp thay vì tự xử lý. Khi sử dụng nguyên liệu, bạn cần lưu ý những bước sau. Trước khi cho đồ ăn vào nồi chiên không dầu thì bạn cần rửa sạch và để cho ráo nước. Chế biến những thực phẩm có cùng thời gian chín để được chín đều. Thảo Vy ví dụ như là các loại rau củ quả, cà rốt thì cần chín lâu hơn là bí ngòi đó các bạn. Khi cho những loại thực phẩm có cùng thời gian chín khác nhau như là khoai tây chiên, cánh gà rán vào cùng một lần, bạn phải canh thời gian để vớt thực phẩm kịp thời để tránh trường hợp chưa chín hoặc là bị cháy khét nha. Và một mẹo nhỏ dành cho các bạn để thức ăn được ngon hơn và dậy mùi hơn, đó là chúng ta phết một lớp bơ lên trên bề mặt của thực phẩm trước khi nấu. Để sử dụng nồi chiên không dầu tạo nên những món ăn dinh dưỡng thì bạn cần tiến hành theo những bước sau đây. Bước 1, làm nóng nồi bằng cách xoay núm vặn hẹn giờ điều chỉnh khoảng 3 phút và đợi cho đến khi đèn báo làm nóng rồi mới cho nguyên liệu vào. Đây là cách giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả hơn. Bước 2, cho nguyên liệu vào khay chiên với số lượng phù hợp, không vượt quá mức max của nồi để thức ăn được chế biến hoàn hảo. Bước 3, cân chỉnh thời gian và xoay núm hẹn giờ phù hợp với lượng đồ chiên. Bước 4, tuyệt đối không được chạm tay trực tiếp vào khay chiên khi máy đang hoạt động. Nếu bạn muốn lật trở thức ăn, bạn có thể cầm tay cầm của nồi và kéo khay chiên ra và dùng dụng cụ gấp thực phẩm để tránh bị bỏng. Bước 5, bộ hẹn giờ sẽ lên tiếng khi mẻ thức ăn đầu tiên chín và bạn tiến hành lấy khay chiên ra khỏi nồi và đặt lên bề mặt chịu nhiệt. Và có một lưu ý nhỏ cho bạn là nếu như lấy khay chiên sau khi quá trình đã kết thúc vài phút thì hãy để cho hơi nóng bớt đi và sau đó bạn có thể tiếp tục chiên và rán mẻ tiếp theo. Khi hoàn tất việc nấu nướng thì bạn nên đợi khoảng 30 phút cho nồi chiên không dầu bớt nóng đi, rồi hãy tiến hành vệ sinh nha. Và để vệ sinh nhanh chóng và hiệu quả hơn thì bạn cần chuẩn bị khăn vải mềm nè, nước rửa chén và nước ấm. Bước 1, rút vít cắm ra khỏi ổ điện. Bước 2, dùng khăn ẩm lau sạch mặt ngoài của nồi chiên. Bước 3, tiến hành rửa nồi khay nướng bằng nước ấm và nước rửa chén. Bước 4, các mảnh vụn của thức ăn rất dễ bị kẹt vào khay nướng trong quá trình nấu, nên bạn có thể ngâm chúng vào trong nước ấm khoảng tầm 10 phút để chất bẩn trôi đi, vệ sinh lại bằng khăn ẩm hoặc là bằng băng chải sạch có thấm nước rửa chén. Bước 5, để vệ sinh mặt trong của nồi thì bạn dùng khăn sạch và nước ấm lau là được rồi. Bước 6, tiến hành phơi các dụng cụ được khô và ráo nước hơn. Vậy là bạn đã trang bị cho mình những kiến thức cơ bản để sử dụng và bảo quản một chiếc nồi chiên không dầu đúng cách rồi đó. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.